Trong suốt một thế kỷ phát triển, Mitsubishi đã ngày càng khẳng định chất Mitsubishi xuyên suốt, đó là khả năng vận hành, độ tin cậy, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, sự an toàn tuyệt đối và những thiết kế đặc trưng của Mitsubishi. Với giá trị cốt lõi, bền bỉ, tin cậy, an toàn, các sản phẩm của Mitsubishi luôn mang đậm cá tính khác biệt thông qua khả năng vận hành vượt trội và trên hết là sự an toàn bền bỉ của các sản phẩm. Bằng việc luôn duy trì những cá tính này trên mọi dòng sản phẩm, Mitsubishi đã đưa ra một lời cam kết nhất quán dành cho khách hàng Việt Nam. Để minh chứng cho điều đó và mong muốn khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn chất Mitsubishi, Mitsubishi Motor Việt Nam đã tổ chức sự kiện Ngày Trải nghiệm Experience Day tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Leonardine là khách mời đặc biệt của chương trình diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Nữ vận động viên đua xe thể thao Leonardine lần đầu tiên đến với người yêu xe Việt Nam trong sự kiện Mitsubishi Experience Day đã diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 11 vừa qua. Đây là một sự kiện đặc biệt tại Việt Nam khi lần đầu tiên trong một chương trình lái thử xe có sự tham gia của nữ vận động viên lái xe chuyên nghiệp. Tại sự kiện vừa qua, Leonardine đồng hành cùng hai mẫu xe Mitsubishi Triton và Mitsubishi Outlander với khối động cơ dầu diesel 2.4 lít tăng áp, sản sinh 181 mã lực, 430 Nm mô-men xoắn và hệ dẫn động cầu sau. Mẫu xe bán tải Triton được đánh giá là chiếc xe phù hợp với Leonardine hơn là Outlander. Mitsubishi Triton cũng là mẫu xe được Leonardine sử dụng nhiều nhất nhằm mang lại những pha drift cháy lốp phục vụ khán giả Việt Nam. Nữ tay đua đến từ Malaysia chia sẻ rằng chiếc Triton nguyên bản không hề được nâng cấp chút nào để phục vụ drift, nhưng với động cơ mạnh mẽ, nó vẫn đủ khả năng để cùng cô trình diễn những bài cơ bản như drift lùi 180 độ, drift vòng số 8 và drift trái phải liên tục. Đã có hàng trăm lượt người trải nghiệm được thưởng thức những vòng quay chóng mặt với Leonardine. Rất nhiều người trong số đó chia sẻ rằng họ không thể tin một người phụ nữ lại có thể lái xe giỏi như vậy. Lần đầu tiên thì tôi được trải nghiệm trên một chiếc xe và do một tài xế là một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Thì cảm giác đầu tiên đó là sự hồi hộp. Hồi hộp và không biết họ lái là sẽ lái như thế nào. Nhưng thật bất ngờ là đây là một tay đua rất là chuyên nghiệp của đến từ Malaysia. Do đó là họ đã có rất nhiều năm và họ đam mê từ nhỏ. Nên là họ đã đạt được những cái trình độ lái rất là tuyệt vời mà không phải người phụ nữ nào có được. Mình rất là hồi hộp khi mà ngồi sau, ngồi cạnh một người phụ nữ lái xe mà lại xinh đẹp như vậy, trẻ, xinh đẹp và đặc biệt là lại còn drift chứ không phải là lái một cách thông thường. Cô ấy là một người phụ nữ lái xe rất là tài năng, đặc biệt là ngồi trên một chiếc xe mà nó không thiên về chức năng lái drift như con Mitsubishi Outlander thì thấy rõ là cô ấy có thể điều khiển được chiếc xe gần như theo ý muốn. Chiếc xe rất là tốt nhưng có lẽ nó drift được là do tài năng của người lái nhiều hơn. Ngồi trên khán đài thì mình cũng rất là nóng lòng muốn được thử ngồi ở trong xem sao. Nhưng mà mặc dù là ngồi ở ngoài thôi nhưng mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ, thú vị và mình ngạc nhiên hơn nữa bởi đây là một cô gái. Và cái thứ hai, đây là xe phiên bản tiêu chuẩn, có nghĩa là bán ở ngoài thị trường. Nhưng mà mình không nghĩ là nó có thể drift được như thế này. Tuy nhiên, khách hàng đến với Mitsubishi Experience Day không chỉ được quay cuồng cùng Leona mà còn được tự mình trải nghiệm những mẫu Mitsubishi mới nhất, trong đó nổi bật nhất là bộ ba Expander, Outlander phiên bản lắp ráp trong nước và Pajero Sport. Đây là bộ ba hút khách nhất của Mitsubishi Việt Nam, đặc biệt là Expander, mẫu xe crossover MPV đang gây sốt ở phân khúc giá dưới 700 triệu. Các nhân viên kỹ thuật của Mitsubishi đã bố trí loạt thử thách vô cùng thú vị cho khách hàng trải nghiệm xe. Đầu tiên là bài đánh lái rích rắc qua xa hình ở tốc độ 35 km/h. Đây là thử thách nhằm kiểm tra độ cân bằng của khung gầm và hệ thống treo của các mẫu xe Mitsubishi gầm cao. Ngay tiếp đó là bài đi qua gờ giảm tốc và đến thử thách lớn đầu tiên, leo dốc nghiêng 40 độ bằng hai bánh xe. Tiếp theo là bài đi gờ bập bênh và cuối cùng là thử thách leo dốc lên 26 độ, dốc xuống 32 độ. Đây là thử thách mô phỏng những con dốc cao mà khách hàng gặp phải nếu thường xuyên đi khám phá rừng núi. Khi trực tiếp tham gia các thử thách này, đa phần khách trải nghiệm đều không quá bất ngờ khi lần lượt những chiếc Outlander và Pajero Sport đều dễ dàng vượt qua thử thách. Điều khiến họ bất ngờ hơn cả là việc chiếc MPV dẫn động cầu trước, Mitsubishi Expander cũng có thể leo dốc cao và vượt qua xa hình có độ khó tương đương với hai mẫu SUV kể trên. Điều đó khẳng định rằng bất kỳ mẫu xe nào mà Mitsubishi phân phối tại Việt Nam cũng đều có hiệu năng và độ an toàn tối ưu. Trước khi trải nghiệm Expander thì tôi được biết thông tin khá nhiều về chiếc xe này, là chiếc xe bán chạy nhất thị trường Indonesia trong như mà lần đầu tiên có một cái mẫu xe ngoài Toyota đạt được cái kỷ lục này. Rõ ràng tôi rất tò mò với chiếc xe và thực sự khi lái chiếc xe này, ngồi trên xe với cả hai vai trò là người lái và người bên cạnh thì tôi cảm thấy là rất là thú vị.
Thứ nhất là ngồi ở vị trí bên cạnh thì tôi và sau thì tôi cảm thấy là cái vị trí xe ngồi rất là rộng rãi và hoàn toàn có thể đủ chỗ cho một cái gia đình 2-3 thế hệ, 7 chỗ đầy đủ. Còn ở vị trí người lái thì các bạn có thể thấy rằng là một chiếc xe cầu trước, nhưng mà Xpander có thể vượt qua một cái dốc cao, lúc leo lên là 26 độ và dốc xuống là 32 độ. Là xe dành cho cái thử thách dành cho xe hai cầu. Đấy, và cũng như là khả năng mà chạy rích rắc, độ ổn định của xe rất là tốt. 30 cây một giờ là xe nó rất là ổn định. Đây là đầu tiên mà tôi trải nghiệm với chiếc Xpander này. Thì cả vị trí ghế phụ và cả vị trí ghế lái, tôi cảm thấy chiếc Xpander này nó vận hành hơn là tôi tưởng tượng so với những gì mà tôi xem thông số kỹ thuật ban đầu. Thì tôi nghĩ là chiếc Xpander nó khó thể vận hành mạnh mẽ như thế. Nhất là cái dốc cao đến 26 độ ở như ở đây bạn có thể thấy, thì chiếc Xpander có thể vượt qua hoàn toàn dễ dàng. Thì cái hệ thống khung gầm nó khá chắc chắn và cái hệ thống cân bằng điện tử thì hoạt động khá là ổn định. Thân xe không bị tròng trành hoặc là không bị chệch lái ra khỏi quỹ đạo mà tôi mong muốn. Mitsubishi Experience Day 2018 là sự kiện được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và có những sự bất ngờ thú vị dành cho khách đến trải nghiệm. Bên cạnh những giây phút phấn khích với nữ tay đua Leonardine, khách tham quan còn có cơ hội tự mình trải nghiệm những mẫu Mitsubishi mới nhất. Những đợt trải nghiệm như trên là cơ hội tốt để khách hàng hiểu hơn về thương hiệu Mitsubishi và được trực tiếp cầm lái những mẫu xe mà họ quan tâm.